Xin chào các anh chị, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong khóa học phát triển hệ thống đại lý bán hàng online, giúp các anh chị có hình dung ra cách để có thể là xây dựng và phát triển cho mình một cái hệ thống những người bán hàng và họ bán hàng trực tuyến thông qua các nền tảng internet, là các ứng dụng của internet. Vâng, và cái bài học này thì tôi sẽ nói về một số những cái chiến lược cơ bản để các anh chị có thể là phát triển cái hệ thống cho mình. Sau đây là một số những cái chiến lược mà bổ sung tiếp cho cái bài số 3 vừa rồi. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu với bản thân mình. Nếu mình là một cá nhân hoặc là một công ty, mình xem xét các cái mối quan hệ trực tiếp hoặc các mối quan hệ trên mạng xã hội để tìm kiếm các đối tác, những cái đối tác, những người key person hoặc là những cái đại lý ban đầu. Mình có thể là biết rằng là cái cô này cô ấy bán hàng online rất là giỏi, mình có thể mời cô ấy cộng tác với mình. Ngược lại thì cái cô này cô ấy đang bán hàng trên mạng thì cô ấy biết là thầy Phan Anh bán hàng rất là giỏi, thì cô có thể hợp tác với thầy Phan Anh, hay là biết thầy Phan Anh đào tạo rất là tốt để có thể hợp tác với thầy Phan Anh. Thì tôi lấy thí dụ như vậy. Chúng ta hãy tìm những người mà có cùng cái kinh nghiệm, có cùng cái chí hướng để chúng ta tìm lấy nhau và chúng ta phát triển cái việc kinh doanh của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái tập khách hàng đại lý mà chúng ta mong muốn. Có những người là chỉ muốn tìm những cái đại lý lớn phải mua là 1.000 sản phẩm trở lên, có những người thì phải 500 sản phẩm cũng được rồi, có những người thì thôi 50 sản phẩm cũng được em cũng bán. Thì cái này chúng ta sẽ phải lựa chọn cho mình cái tập khách hàng mà chúng ta mong muốn. Và đối với từng tập như vậy thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ như tập VIP thì chúng ta phải trực tiếp đi gặp, giống như là Lưu Bị phải đi mời gọi là những cái công thần cho mình, đúng không? Thế rồi thì đối với những cái đối tượng mà nó vừa phải thì chúng ta có thể tổ chức hội thảo hoặc là chúng ta chạy quảng cáo để tuyển dụng cũng rất là tốt. Cách tiếp cận như thế nào, đúng không? Như tôi vừa nói, mình có thể là chạy quảng cáo tuyển dụng này, mình có thể tổ chức hội thảo này, mình có thể tham gia các chương trình đào tạo của các đơn vị khác này, mình có thể tham gia các hội nhóm này, mình cũng có thể làm gặp gỡ trực tiếp này, mời chuyên gia này, vân vân, đúng không? Thế rồi mình cũng có thể là đăng bài trên Facebook cá nhân, mình cũng có thể PR trên thương hiệu, trên báo chí. Nó giống như là việc chúng ta tìm kiếm khách hàng thôi. Thì có 30 cách tìm kiếm khách hàng nhá. Các bạn có thể xem thêm một cái bài là 30 cách tìm kiếm khách hàng nữa. Tôi sẽ bổ sung một cái bài học như vậy vào trong cái chương trình này để các bạn tham khảo thêm. Hoặc là các bạn có thể học thêm một cái khóa như tôi nói là cái khóa King of Sale by Phan Anh. King of Sale tức là vua bán hàng này. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách để mình bán hàng đấy. Thế rồi thì mình cho họ những cái cơ hội, những cái quyền lợi để họ cùng gắn bó với mình, cùng phát triển với mình, cho họ những cái chính sách mình đã xây dựng sẵn rồi, đúng không? Hãy bắt đầu với bất kỳ ai mà các bạn cho rằng đều có thể có tiềm năng, thậm chí kể cả với những người mà kém nhất, nghèo nhất, khó khăn nhất và lười biếng nhất, bán hàng khó nhất. Tất nhiên những người đấy thì chúng ta sẽ mất nhiều công hơn, không có nghĩa là họ sẽ không thành công, và những người giỏi không có nghĩa là họ sẽ thành công. Bởi vì thành công hay không nó phụ thuộc vào cách chúng ta hành động, cách những người đó nỗ lực. Có những người không biết đăng bài, mình dạy nhiều lần người ta sẽ biết. Có những người mãi 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 mới bán được hàng thì rồi người ta sẽ bán được. Và khi người ta bán được, người ta bắt đầu tin mình, người ta thoát được cái cảnh nghèo đói thì người ta sẽ trở nên giàu có, đúng không ạ? Và đôi khi mình phải đẩy người ta vào một cái thế gọi là không còn gì để mất. Ví dụ người ta phải nhập hàng về, xong người ta thấy phải nhìn vào cái đống hàng, người ta lo lắng, người ta sợ hãi, người ta khóc lóc. Thì lúc đấy là cái quá trình người ta vươn lên. Mình cũng phải truyền động lực, truyền công nghệ, truyền tinh thần cho họ, đúng không? Kiểu như thế. Cũng phải có một cái lộ trình đưa ra để giúp họ lên đời, giúp họ nâng cao trình độ, giúp họ bán được hàng. Ví dụ trong 3 tháng có 90 ngày như vậy, từng ngày bạn liệt kê ra, trong 1 tháng có 4 tuần, từng tuần như vậy bạn liệt kê ra là đại lý phải làm gì, phải làm gì, bắt buộc phải làm gì nhá. Thì ngày 1, ngày 2, ngày 3 đến ngày N, tuần 1, tuần 2, tuần 3 đến tuần N, có kế hoạch, có KPI, có cụ thể, đăng bài số lượng mấy bài, nội dung gì, cách thức viết ra sao, chủ đề gì, mình chọn sẵn, đăng vào giờ nào, kết bạn bằng công cụ gì, mình phải quy định hết để làm gì. Để từ đó thì người ta làm đúng như thế thì mới có thể bán được hàng đối với những người kém, đúng không? Thế còn nếu mình tiềm toàn hot girl, 20.000, 50.000 follow gì, đăng hình toàn bikini nóng bỏng, nói chuyện toàn chuyện đi du lịch quá trời quá đất thì nó rất là dễ. Hoặc là toàn những người mà đi du học về, bạn bè giàu có thì nó quá là dễ, đúng không? Chúng ta cũng cần phải khuyến khích và tạo áp lực,
cây gậy và củ cà rốt, khuyến khích bằng bằng phần thưởng, bằng quà tặng. Thế còn củ cà rốt tức là gì? Đấy là cái phần thưởng đúng không? Cây gậy là gì? Đấy là cái mà chúng ta sẽ phải nói là nếu bạn không làm được thì cái giá sẽ phải trả là như thế này, rất là đắt đỏ đúng không? Đấy. Rồi thì người đứng đầu phải liên tục xây dựng thương hiệu cá nhân, liên tục là thể hiện tầm nhìn, chí hướng. Nhưng tất nhiên đừng có viển vông quá, đừng có ngông cuồng, đừng có vĩ cuồng, đừng có bay bổng quá. Đấy, đừng có lại là như người ở dưới đất nhưng cứ sống ở trên trời. Bán hàng thì chưa bán được nhưng mà cứ nghĩ lớn lao cho đất nước hay là toàn chuyện ở đâu thì là chết nhá. Thì đấy là tôi cũng khuyên các bạn. Rồi đối với các cái thị trường tỉnh thì mình phải có lộ trình cho các cái tỉnh. Thí dụ như là mình sẽ có bao nhiêu đại lý ở đó, sau đó thì đại lý này là độc quyền hay không độc quyền, và làm thế nào để tuyển dụng thêm, làm thế nào để chốt sale, rồi thì giúp họ để có thể tìm kiếm khách hàng và chạy quảng cáo vân vân. Sau đó dần dần đã mở rộng thị trường bằng cách là tuyển dụng thêm các đại lý và đưa lại cho các đại lý ban đầu, những đại lý cấp tỉnh của mình. Đấy, chúng ta cũng sẽ liên tục đặt ra các vấn đề về tăng cường số lượng cho các đại lý, rồi thì tăng cường chất lượng các đại lý. Ví dụ số lượng liên tục mở rộng, chất lượng ai không bán được thanh trừng. Đấy, chia thành các biệt đội ABC, đội A là đội chuyên nghiệp, đào tạo, đội B chưa chuyên nghiệp, đào tạo, đội C chưa chuyên nghiệp nữa, đào tạo. Mỗi một cái đội ABC như vậy có cái level khác nhau, cái cách thức đào tạo khác nhau. Các bạn hiểu ý tôi không? Thế nên là đấy là cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Liên tục mở rộng về mặt số lượng, liên tục là dạ phải đảm bảo chất lượng. Nếu như không đảm bảo được về mặt chất lượng thì không cần mở rộng về mặt số lượng, nhưng đảm bảo về mặt chất lượng thì liên tục mở rộng giúp tôi, đúng không? Và liên tục đào tạo, liên tục là tổ chức các cái việc bán hàng và kích thích các cái đại lý bán hàng. Thì đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản về cái bài học này. Tôi cũng xin lỗi là nếu mà nó có không đầu không cuối lắm thì mọi người hết sức thông cảm nha. Tôi cứ nhớ được ý gì thì tôi liệt kê cho các anh chị ý đó. Tất nhiên là tôi cũng có sự chuẩn bị nhất định rồi, nhưng mà có thể thôi là nó cũng hơi lộn xộn một chút, thì các bạn cũng thông cảm giúp. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.